Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2013, và đồ gỗ Đức Hiền xin giới thiệu trong clip này là ba cái mẫu bình rượu làm bằng gỗ thông hoặc là gỗ mít, là cái mẫu mới nhất của năm 2013 để dành làm quà biếu, và với cái mức giá cũng rất là khiêm tốn. Thế thì cái mẫu đầu tiên là cái mẫu song mã kéo bom rượu vang. Thì cái bom rượu vang làm được bằng từ gỗ thông và được làm theo cái phong cách giả cổ, vân gỗ rất là đẹp. Trước khi cái bom rượu vang trước hết là nói về tổng kích thước, thì chiều dài là 70 cm và chiều ngang tức là 26 cm, và cao phủ bì là 35 cm. Và cái kết cấu thì là có đôi song mã và hai người xà ích kéo cái khẩu thần công, và phía đằng sau là cái bom đựng rượu vang. Thì cái này là một cái món quà rất là ý nghĩa để tặng nhau trong dịp Tết, và hoặc là mình bày ở trong phòng khách, vì thứ nhất là trông cái hình dáng nó sang trọng, nó toát lên một cái trông nó rất sang trọng. Và cái công năng sử dụng thì ở trong cái bom này thì có thể đựng các cái bịch rượu vang Đà Lạt chẳng hạn thế, hoặc rượu vang Pháp 3 đến 5 lít, và nó thò cái vòi ra đây. Thế là cái còn ý nghĩa của nó thì ở trong cái tổng dáng người ta nghĩ đến các cái trông kiểu dáng châu Âu, tuy nhiên cái ý của người phương Đông thì đôi song mã còn có ý nghĩa là mã đáo thành công, và nó giống như là kéo cái cỗ xe khải hoàn để về ăn mừng chiến thắng ở cái bom rượu này. Đây còn cái bom rượu này thì như vậy là bằng gỗ thông và với cái vân gỗ tự nhiên rất là đẹp, làm giả cổ. Khi mình cho rượu vào thì mình bật cái này ra.